Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân trên địa bàn các xã. Nghiêm trọng hơn, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện tránh ổ voi, ổ gà hoặc bị sụp hố sâu. Theo tìm hiểu, tuyến đường có chiều dài khoảng 6 km và sẽ được huyện Chư Sê đầu tư nâng cấp thời gian tới theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 392 NQHDND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Theo đó, khi khởi công, huyện Chư Sê sẽ ưu tiên làm trước đoạn đường đèo để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vì hiện đoạn này bị hư hỏng nặng, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.